Thưa quý khán giả, vừa trở về từ cuộc thi Roboton quốc tế tại Malaysia, 13 học sinh của thành phố Cần Thơ tham gia thi đấu rất xuất sắc. Một số đội đã giành trọn những giải cao nhất ở hạng mục Linbot sơ cấp. Và chiến thắng này chính là kết quả của sự nỗ lực học tập, niềm đam mê, tinh thần đoàn kết và quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Và ngay sau đây chúng ta cùng làm quen với một số em học sinh tiêu biểu này. Vui mừng, háo hức là tâm trạng của hai học sinh Nguyễn Phạm Khánh Lam và Nguyễn Minh Quân học sinh lớp 5A1 trường tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy. Bởi hai em xuất sắc đạt giải du địch cuộc thi Roboton quốc tế năm 2023 tại Malaysia. Tham gia cuộc thi Roboton, nhiệm vụ của các đội là thu thập thiên thạch từ khu khai khoáng, dẫn chuyển thiên thạch tới trạm nghiên cứu hành tinh, thiết lập tín hiệu truyền thông vệ tinh, kích hoạt trạm năng lượng mặt trời và chiết xuất oxy. Nhiệm vụ của con trong lúc thi là đo like và đặt robot còn nhiệm vụ của bạn là đặt các nhiệm vụ trên sa bàn và xem chỗ nhiệm vụ nào sai thì bạn sẽ sửa trong các nhiệm vụ có nhất là nhiệm vụ năm chiết xuất oxy thì khi ba nhóm khảo yêu cầu phần oxy bao nhiêu thì chúng ta phải chỉnh cho cái dụng cụ nó quay qua oxy bấy nhiêu cũng tham gia cuộc thi này nhóm nguyễn nam phát Lê Trần Nhật Tân, lớp 5A1, trường tiểu học Bình Thủy, dinh dự đạt giải nhất. Làm quen với Robotics từ năm học lớp 1 đến đây, hai em phát triển tốt khả năng lập trình, tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề. Tham gia cuộc thi này, con cảm thấy rất vui vì mình mình có rất nhiều kỹ năng để lập trình cho robot chạy và nhiều lệnh khói lệnh rồi được lắp kép Tham gia cuộc thi Roboton quốc tế, thành phố Cường Thơ có 13 thí sinh dự thi. Tất cả đều đạt giải. Trong đó có một giải du địch, một giải nhất, một giải nhì, ba giải ba và một giải khuyến khích. Trong đó học sinh trường tiểu học Bình Thủy đạt những giải cao nhất. Một giải du địch, một giải nhất, một giải nhì và một giải ba. Nhà trường cũng sẽ cố gắng tiếp tục duy trì để phát triển cái nội dung này cũng như là tạo điều kiện cho các em để giúp các em tiếp cận được với các cái ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là các cái lập trình mới. Đây là sân chơi ý nghĩa, học sinh được khám phá phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời trau dồi các môn học liên quan gồm toán, công nghệ, kỹ thuật và khoa học.